Đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình cùng 46.500 anh em cùng với mình bóc hộp cây cần IG 6S3 nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ câu lăng xê nó hơi bị gọi là ít cá, rất là khó câu, nên mình sẽ chuyển sang cho mình câu đài một thời gian. Và ở trên tay của mình đây là một cái cần IG Limited đó, đây cái cần 6S3 các bạn, đây là XX3000. Mình rất thích câu cá chép nên mình này mình câu chép ở hồ dịch vụ tự nhiên đó, ao hồ tự nhiên người ok hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng với lại các bạn bóc hộp cái cần này ra xem cái bên trong sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, tại vì lâu rồi mình chưa có làm video quay video câu cá, như là làm mồi câu cá này kia các thứ đúng không. Thôi sẵn hôm nay mình có mua một cái mua cái cần mới, xác định đây mình cùng với các bạn bóc hộp ra đó sẽ tự như thế nào các bạn. Ok, giờ bóc luôn. Bây giờ mình cũng mới vừa đi làm về thôi, bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi các bạn à, không còn ít thời gian nữa, thời gian của mình nó có hạn lắm, mình đã được thời gian nào nếu mà sức khỏe mình cho phép á mình sẽ làm video cho các bạn xem, còn nếu mà mệt quá thì thôi. Với vậy một tháng mình ra không quá hai hoặc ba cái video, tháng nào mà nhiều lắm thì ba cái, còn không nữa có tháng không có ra cái nào luôn, về đi làm về mệt á nên không có sức khỏe để mà làm video các bạn xem. Thì sẵn đây mình cũng có đặt mua một cái cần mới, mình làm video này cùng với các bạn bóc hộp này ra đó, sẵn tiện mình quay video này lại. Và nếu hàng cái cần này mà nó có vấn đề gì mình còn khiếu nại với lại khách shop mới được. Ok đó, đây 6S3 IG đó, này là XX3000 đây các bạn, XX3000 rồi. Đây là siêu phẩm bên trong, giờ hồi hộp quá các bạn nè. 1, 2, 3. Wow, rất là đẹp các bạn à. Ông ánh, ông ánh. Bạn nhìn thấy cái vỏ hộp không? Bên trong không? Nè, ông ánh nó chiếu quang đẹp không? Mình tìm rất thích câu cần dài, cần 6x3 trở lại hoặc là 7x2. Mình rất ít câu cần ngắn, ngắn lắm khoảng 4,5 hoặc 5,4 đó. Đây, hôm nay đây có tặng cho mình một cái lưỡi xe số 7, được có 10 lưỡi, 10 lưỡi xe số 7 à, đây là quà tặng nha các bạn. Đây một cái thẻ bảo hành đó, có đồ câu hiếu tâm, đây mình mua có đồ câu hiếu tâm nha các bạn, đây có đề nè, đồ đồ câu hiếu tâm đó. Đây ghi rõ thông số cho các bạn, tặng cho mình một cái chai dạo quang màu xanh đó. Một cái ngọn phụ nha các bạn, đây một cái ngọn phụ nhưng mà đầu tiên mình thấy cái cần này nó có đầu 360 là mình chẳng
khẳng định chắc chắn là đây, là cần chính hãng rồi các bạn nha. Đây nè, ngọn phụ nó có 360 nè, bạn thấy không? Cái ngọn phụ của nó có ba, nó có đầu và xoay 360 độ. Đó. Ok nè, đó. Cái đầu xoay 360 độ này là ok rồi, là mình thích rồi. Đó, đây là cái ngọn của nó. Ngọn nó rất là mỏng nha các bạn. Rất là nhỏ thôi. Đây. Đây là siêu phẩm của chúng ta. Đây là cái đối trọng của IG. Đó. Cần này nặng có 185 gram thôi các bạn nè. Khá là nhẹ. IG. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn các bạn nè. Ông ánh một màu tím xanh rồi đủ các loại màu. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Đây. Khá là ok nha các bạn. Cái lóng ngọn á, nó được sơn một cái lớp để mà chống nước cho các bạn. Đó. Phôi của lóng cũng khá là đều. Ok. Đây là size S3000. Mình dùng này để mình câu cá chép. Ok. Đây. Nó có tem, một cái tem chống hàng giả. Để các bạn. Này vui quá các bạn ơi, đọc hộp một cái cần mới, lần đầu tiên mình mua một cái cần mà nó có cái hộp vậy các bạn, cũng khá là gung các bạn, không biết chất lượng nó như thế nào. À các bạn có ai mà sử dụng cái cần này rồi á thì cho mình biết thử coi cái chất lượng của cái cần này nó sẽ như thế nào các bạn. Thì ngày hôm nay mình không rành về mấy dòng cần đào cho lắm, trước giờ mình toàn là dùng mấy cần mà nhiều hắc không à, 10H, 15H không à. Ít khi mình dùng cái cần mình 5H cái gì lắm. Cái cần này nó chỉ có 5H thôi các bạn nè. Đó, cần này mình dùng để mình câu cá chép cà phê rồi đó các bạn. Câu tự nhiên hoặc là ao hồ dịch vụ đó các bạn. Đó nè. Rồi ok. Hôm nay mình đã bóc sẵn cái siêu phẩm này xong. Đây quên nữa, còn cái bao bao cần nữa các bạn, cái bao đựng cần nữa của Limited đây, 6m3 chúng ta cho vô đây luôn cho nó đẹp đó, ok luôn. Đây để cho đây bên sẵn tiện đây mình cũng giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm của bên mình. Mình mới cho ra một cái bài cám chép mới, gọi là cám nền chép. Đây các bạn, đây mình mới cho ra một cái bài cám mới gọi là cái cám nền chép, tích hợp cho các bạn câu đài lăng xê tự nhiên và dịch vụ đó. Nói chung là mình cũng đi test thì dịch vụ cũng khoảng thời gian này cũng được vài tuần rồi, mình thấy cá chép ăn rất là mạnh với cái cám này. Từ đó là mình kết hợp với cái đó với lại cái bộ chép của sa phạm, bốn liệu sa phạm kèm theo cái đó là axit amin, trứng sữa đó và ít cái tơ nhện tạo độ cứng dính đó, như vậy thôi. Thì mình test cái buổi đầu mình test được
10 cái chép cũng hơi phải cũng gọi là nhức hồ các bạn, nhưng mà mình không có quay video thì để lần sau mình đi test mình sẽ quay video cho mọi người xem đó. Dạo gần đây nó mình thấy cá mình chưa ổn định á nên mình cũng chưa dám quay video, với lại ngoài đó nó bu lắm, với lại không có gì, mình đi có ít khi đi nhiều người lắm, đi có một hoặc hai người nhưng khó làm video mọi người xem. Không biết các bạn có thích câu xem mình làm video câu đài cái chép dịch vụ hay không, nếu các bạn thích hãy comment bên dưới nha. Thì ngày hôm nay mình cùng các bạn bóc hộp cái siêu phẩm này thôi, cho mọi người cùng xem. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc nha, và nếu các bạn yêu thích hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.